gần 400.000 chiếc khẩu trang bị bắt giữ tại Hà Tĩnh. Bình Dương chặn đứng hơn 2 triệu găng tay y tế có dấu hiệu vi phạm. Hưng Yên triệt phá kho hàng thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay. Tiêu dùng thông minh, mua sắm hoàn tiền, xu hướng mới hay chiêu trò lừa đảo? Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thị trường tiêu dùng của truyền hình Pháp luật Việt Nam. Thưa quý vị, thời gian qua, việc bình ổn giá khẩu trang là nỗ lực đáng khen ngợi của Bộ Công Thương và lực lượng quản lý thị trường. Tuy nhiên, tình trạng vận chuyển trái phép khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc vẫn có diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành. Mới đây, hàng trăm ngàn chiếc khẩu trang và mũ bảo hiểm không rõ nguồn gốc đã bị Cục Quản lý Thị trường Hà Tĩnh phát hiện khi đang di chuyển từ Nam ra Bắc. 158 thùng cát tông chứa 390.000 khẩu trang nhiều nhãn hiệu, loại 50 chiếc trên một hộp và 12 thùng chứa gần 1.000 mũ bảo hiểm đã bị Cục Quản lý Thị trường Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện. Toàn bộ số hàng này do ông Nguyễn Hữu Kiển tại Đồng Nai điều khiển ô tô theo hướng từ Nam ra Bắc mang biển kiểm soát 34C12153. Qua kiểm tra, đoàn đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật do chủ xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Thưa quý vị, những số trước, chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo về mức độ nguy hiểm của găng tay y tế đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc, nhất là trong mùa dịch COVID-19. Ý thức về sức khỏe có vẻ như đã bị lu mờ bởi lợi nhuận khủng trước mắt của những dân buôn này. Hơn 2 triệu găng tay y tế đã qua sử dụng có dấu hiệu tuồn ra ngoài thị trường vừa bị thu giữ mới đây là thành tích mà quản lý thị trường Bình Dương đã đạt được. Nhưng ở góc độ khác lại là con số đáng buồn về ý thức của dân buôn. 1.410 kg găng tay y tế đã qua sử dụng đã được phân loại chuẩn bị tái chế. 1.174 kg găng tay y tế đã qua sử dụng chưa phân loại. 2.105.000 chiếc găng tay y tế đã tái chế, chứa trong 2.105 kiện đã đóng gói và ghi nhãn bằng tiếng nước ngoài có dấu hiệu chuẩn bị xuất bán. Tất cả số hàng này đã bị Cục Quản lý Thị trường Bình Dương cùng các cơ quan chức năng phát hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn Emlacmi, số 54 đường Truông Bồng Bông, khu phố 8, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Toàn bộ lô hàng trên đều bị đoàn tạm giữ để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định. Liên tiếp trong thời gian gần đây, các lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều vụ buôn bán liên quan đến găng tay y tế đã qua sử dụng. Điều này làm dấy lên nỗi lo ngại trong tiêu dùng của người sử dụng. Chính vì vậy, để đảm bảo cho chính sức khỏe của bản thân, người tiêu dùng nên cẩn trọng, tránh mua bán các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vừa qua, Cục Quản lý Thị trường Hưng Yên cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra kho hàng của ông Hà Tân Lương, tổ dân phố Lường, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Đoàn kiểm tra phát hiện 64.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu 555 do nước ngoài sản xuất. Tất cả số hàng này đang bị đoàn tạm giữ để tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Được biết, số hàng này là của Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1987, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, tập kết về kho thuê của ông Hà Tân Lương. Mua càng nhiều, hoàn càng nhiều, tiền sẽ được hoàn lại từ 80 đến 100% khi mua hàng, hay mời bạn bè tham gia sẽ được hoa hồng hậu hĩnh. Đây chính là những lời quảng cáo mời chào ngon ngọt của nhiều website, trang thương mại điện tử cashback. Tuy nhiên, cashback là xu hướng tiêu dùng mới hay chỉ là chiêu trò lừa gạt người tiêu dùng? Cùng tiêu dùng thông minh kỳ này, chúng ta cùng tìm hiểu rõ về vấn đề này, quý vị nhé! Tiêu dùng hoàn tiền hay mua sắm hoàn tiền, còn gọi là cashback, là việc người mua được hoàn lại một phần tiền khi họ mua sắm thông qua thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc qua ứng dụng mua hàng. Tuy quảng cáo hoàn tiền vào tài khoản ngay khi mua sắm, nhưng số tiền này đều được quy thành điểm thưởng, tiền điện tử hay còn gọi là coin. Ví dụ, 100.000 đồng tiền hoàn tương đương với 1 điểm thưởng, khi được 50 điểm thưởng mới được rút tiền mặt hoặc dùng để mua sắm nội bộ. Việc tích lũy điểm trên hệ thống nội bộ của những website ứng dụng này thường có liên quan tới một hoặc một số loại tiền ảo, ví điện tử như game, Ceiling, VNDC, v.v. Ngoài ra, ứng dụng hoàn tiền này còn dẫn dụ khách hàng mời bạn bè, người thân cùng tham gia mua sắm sẽ được chiết khấu hoa hồng, càng thăng hạng, tiền hoa hồng càng cao. Có lẽ do những lời quảng cáo hấp dẫn như thế mà cashback thời gian gần đây nổi lên như một xu hướng.
Tuy nhiên, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy nhiều trang thương mại điện tử theo mô hình cashback có nhiều dấu hiệu đáng nghi. Những mô hình hoạt động của các website, ứng dụng thương mại điện tử này đều không rõ ràng, không minh bạch trong mô hình hoạt động, có nhiều dấu hiệu biến tướng, sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp trái phép. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng khẳng định, cashback tuy hợp pháp nhưng cố tình làm cho người hiểu sai mức chiết khấu, tưởng được hoàn tiền cao nhưng thực ra rất ít. Đây là thủ đoạn lừa đảo người tiêu dùng. Do đó, để hạn chế những rủi ro tài chính và pháp lý, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo, người dân không nên tham gia đầu tư và phát triển hệ thống của những website và ứng dụng thương mại điện tử có dấu hiệu nêu trên. Thưa quý vị, những thông tin trên cũng đã khép lại bản tin thị trường tiêu dùng kỳ này của chúng tôi. Bản tin thị trường tiêu dùng được phát trên website của Truyền hình Pháp luật Việt Nam tại địa chỉ www.tvphapluat.vn vào thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ, Phạm Tân xin thay mặt ban biên tập cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin kỳ sau.